Tổng hợp 3.000 cây thuốc đông y, tập 117, 1, rau chân vịt, rau chân vịt, rau bờ ruộng, mạch thượng thái, tên khoa học Lindenia Procumbens, Croc, Bobac, Anagalit Procumbens, Croc L, Erecta, Ben, Bon, thuộc họ hoa mỏm sói, Strophulia. Mô tả, cây thảo hàng năm, có thân đứng hay trường cao 5 đến 10 cm, nhẵn. Lá không cúng, hình bầu dục hay hình trứng, bầu dục, dài 7 đến 25 mm, Tù ở chóp, nguyên nhãn có 3 gân chân vịt. Hoa đơn độc ở nách lá cũng 5 đến 20 mm, nhãn đài chia 5 thùy, tràn màu hồng nhạt, chia hai môi với môi dưới chẻ 3 thùy rõ. Quả dạng bầu dục, cao 3 đến 4 mm, hạt nhỏ, nhiều. Ra hoa quả quanh năm. Bộ phận dùng: toàn cây, Heba lindenia procumbin. Nơi sống và thu hái: loài phân bố rộng ở các vùng nhiệt đới nóng từ Đông Âu tới Đông Á, ở nước ta cũng gặp ở các ruộng ẩm, trên đất hoang có cát. Định kỳ có ẩm từ Quảng Ninh, Hà Nội, Nam Hà, Ninh Bình đến Con Tum. Công dụng, chỉ định và phối hợp, ở Vân Nam, Trung Quốc, cây được dùng trị đái ra máu. 2. Rau chua, rau chua hay thu hải đường trên đá, tên khoa học Begonia rupicolami, thuộc họ thu hải đường, Begonia. Mô tả cây thảo cao 20 đến 60 cm, thân đơn hay có nhánh ngắn, màu hồng. Lá có màu hồng ở mặt dưới, nằm gần ở gốc, cũng 3 đến 9 cm, lá kèm 7 đến 12 mm. Cụng hoa dài 5 đến 7 cm. Hoa hồng, phiến hoa ngoài cao 4 đến 7 mm. Quả nang cao 1 cm, rộng 0,8 cm, có cánh rộng 2 đến 3 mm. Bộ phận dùng lá, Folium begonia rupicole. Nơi sống và thu hái, loài phân bố ở Nam Việt Nam, Campuchia đến Indonesia. Ở nước ta cây mọc trên núi đá một số nơi ở Gia Lai, Bà Rịa, Vũng Tàu và An Giang. Cây cũng thường được trồng làm cảnh. Công dụng, chỉ định và phối hợp, thân lá dùng nấu canh chua, nếu ăn sống thì đỡ khát nước. Dân gian dùng lá giả nát, nướng nóng đắp chữa sưng tấy, mụn nhọt. 3. Rau cúc sữa, rau cúc sữa, nhũ cúc rau, rau diếp đắng, tên khoa học sông chúc Oleracea L, thuộc họ cúc Acerae. Mô tả, cây thảo mọc hàng năm, có thân rỗng, thẳng, nhẵn cao 30 đến 100 cm hay hơn. Lá mọc so le, sẽ tua, với các thùy có răng, thùy cuối cùng hình tam giác, có tai rộng, tận cùng thành mũi. Cụm hoa đầu màu vàng, dạng trứng, thành ngù hay thành tán, lá bắt nhiều, xếp nhiều dãy lập lên nhau hình tam giác hay hình giải. Quả bế hẹp, có màu lông rất mềm xếp thành nhiều dãy. Bộ phận dùng, toàn cây, Heba Sonchi oleracea Nơi sống và thu hái, rau cúc sữa thường gặp ở vùng lạnh nhất là các tỉnh Tây Nguyên, mọc nhiều ở đất hoang vùng Đà Lạt, Lâm Đồng. Thu hái thân cây quanh năm, thái nhỏ dùng tươi hay phơi khô. Thành phần hóa học, lá và ngọn non có 2,4%, hydercan 1,2% protein, 0,8% chất béo và 1,2% tro, có nhiều vitamin C, dịch sữa của cây chứa 0,41% chất cao su. Tính vị, tác dụng, vị đắng tính mát, hơi có độc, có tác dụng thanh nhiệt giải độc, lương huyết, chỉ huyết. Dịch sữa của cây khi khô thành một chất gôm màu trắng với liều 15 đến 25%, nó sẽ tạo thành một loại thuốc sổ có hiệu lực, một loại thuốc tẩy tác dụng lên ruột lên sự bài tiết mật và tạo ra những khối phân lỏng nhiều làm cho nó trở thành có ích trong việc trị liệu phù thủng, cổ trướng, tràn dịch màng phổi. Nó tạo nên những cơn đau bụng và bút mót, do đó cần phối hợp với các chất kích thích thơm như hồi, các bonat Công dụng, chỉ định và phối hợp, thường được dùng trị, một Viêm ruột, lị, 2. Au gan, sơ gan, 3. Ruột thừa, viêm vú, 4. Viêm hầu họng, viêm miệng sưng amidan, năm nôn ra máu từ dạ dày chảy máu cam ho ra máu xuất huyết tử cung liều dùng 15 đến 30 gram sắc uống dùng ngoài trị nhọc đinh và viêm mũ da viêm tai giữa nghiền cây tươi để dùng ngoài hoặc chích dịch lá tươi để dùng như thuốc nhỏ tai ở phi châu tuy ni đi người ta cũng dùng để làm tan mụn cốc bằng cách giả cành lá tươi đắp cũng dùng dịch lá tươi để nhỏ vào tai trị đau tai giữa Rau cốt sữa được dùng làm rau ăn ở Indonesia. Philippines, Việt Nam và cả ở Phi Châu. Người ta dùng ăn như rau xà lách, có tác dụng trị cảm mạo và dùng cho phụ nữ đang cho con bú ăn để có nhiều sữa. Ở Châu Phi, nước sắc những phần cây trên mặt đất được chỉ định dùng trị bệnh trĩ, uống mỗi buổi sáng từ 1 đến 2 ly. Nước sắc này cũng có tính lọc máu và chống đái đường, đơn thuốc, một sơ gan, rau cúc sữa 30 gram, rau chu mè 30 gram xào với thịt lợn nạc dùng ăn như thức ăn, hai viêm vú, đinh nhọt, viêm da, dùng rau cúc sữa 15 đến 30 g tươi, sắc uống. Đồng thời giả cây tươi đắp lên chỗ đau. 4. Rau đắng, rau đắng, biển súc, cây càng tôm, tên khoa học Polygon Avicua thuộc họ rau răm, Polygonet. Mô tả, cây thảo sống hàng năm, nhẵn, có thân mảnh cao 60 đến 70 cm, phần nhánh nhiều và có lóng rất ngắn, các nhánh có khí dọc, màu đỏ tím. Lá mọc so le, hình trái xoan, Bầu dục hay ngọn giáo, phẳng, dài 1 đến 4 cm, rộng 6 đến 10 mm phần trên đốt có ống, lá kèm dạng màng mỏng. Cụm hoa sim co nhỏ ở nách lá, với 1 đến 4 hoa màu trắng lục hay hồng tím, dài 2 đến 3 mm. Quả có 3 cạnh, hơi có khía, mang đại tồn tại cho một hạt màu nâu đen. Ra hoa tháng 5 đến tháng 10. Bộ phận dùng: toàn cây, Heba polygoni avicule thường gọi là biển súc nơi sống và thu hái, cây mọc dại ở ven đường, ở những chân ruộng hơi khô, lòng suối cạn nước một số nơi ở Lạng Sơn. Thu hái lúc cây đang có hoa vào mùa xuân. Hạ, dùng tươi hay phơi khô. Thành phần hóa học, trong cây có tinh dầu, Avicula quesin emodin, có những sắc tố flavone, Avicula camphefito. Còn có tanin, axit silicic. Tính vị, tác dụng, vị đắng, tính hơi hàn, có tác dụng lợi tiểu tiêu viêm, cầm ỉa chảy và diệt ký, sinh trùng đường ruột. Do có tannin nên nó gây táo bón, do các axit silicic nó làm khô mô phổi, và có tác dụng trong việc điều trị bệnh lao phổi. Công dụng, chỉ định và phối hợp, thường được dùng trị viêm bạn quan, bí đái, đái buốt, đái giác cấp tính, hoàng đảng, lị trực trùng, đau bụng dung, ngoài da ngứa lở, mụn nhọt, trĩ, bạch đới, đòn ngã tổn thương, rắn cắn liều dùng 12 đến 24 gam dạng thuốc sắc. Dùng ngoài giả cây tươi đắp, đơn thuốc, một tá y dắt, đái buốt, có sỏi ở niệu đạo, rau đắng 15 gam, bồng bông 20 gam. Mã đề 20 gam sắc uống nhiều lần trong ngày, dùng thay trà. Uống nhiều ngày liên tục tới khi đỡ đau bụng, 2. Kiết lỵ, rau đắng 30 gam, rau sam 10 gam, có sữa nhỏ lá 600ml sắc còn 200ml chia uống 3 lần trong ngày uống liên tục 3 ngày. 5. Rau đắng biển, rau đắng biển, rau sam đắng, cây ruột gà, tên khoa học Bacopomin, L, Wet, Herpestimonia, L, H, B, -K, thuộc họ hoa mỏm sói, Scrophulia. mô tả, cây thảo sống dài có thân nhẵn, mọc bò mang rễ dài 10 đến 40 cm. Các cành mọc đứng mềm, không lông, rất đắng. Lá mọc đối, không cuốn, thuôn hình muỗng, dài cỡ 1 cm, Gần chính hơi khó thấy Hoa mọc riêng lẻ ở nách lá Có cuốn 1cm Nằm lá đài không đều Cao 5 đến 6 mm Nằm cánh hoa trắng gần nhau Dính nhau ở dưới thành ống Bốn nhị, nhụy có bầu, không lông Quả nang hình trứng có mũi, nhẵn Có vòi tồn tại trong đài Hạt nhiều, rất nhỏ Bộ phận dùng Toàn cây, heba bacope moni Nơi sống và thu hái Loài liên nhiệt đới mọc hoang ở ven bờ ruộng bãi cỏ, đất cát ở đồng bằng. Thu hái toàn cây quanh năm, rửa sạch. Dùng tươi hay phơi khô. Thành phần hóa học, trong cây có ankylobramin tác dụng giống như strychnine nhưng ít độc hơn. Còn có saponin là H sapon có tác dụng chủ yếu, giống với rispin và chiloromin. Người ta còn phân ly được ba base là osalat, B2 osalat, bachoropan, sertigusa ở trạng thái tự do, acid betulic, tính vị tác dụng rau đắng biển có vị đắng tính mát có tác dụng thanh nhiệt giải độc lợi tiểu tiêu thủng còn dùng khai vị kích thích chống co thắt thông hơi trợ thần kinh và trợ tim công dụng chỉ định và phối hợp thường được dùng trị một xích bạch lị lị ra máu mũ hai mắt đỏ sưng đau ba da sưng đỏ bốn nhức mỏi tê bại đòn ngã tổn thương năm viêm gan vàng da thay vị rau má, 6. Ho Dùng ngoài da tắm trị ghẻ Ở Ấn Độ, người ta dùng toàn cây để trị hen suyễn Động kinh, điên rồ, mất tiếng và dùng thân trị rắn cắn Ở Sri Lanka toàn cây dùng làm thuốc sổ và đun nước nóng rửa chữa bệnh nhọc độc sưng ngoài da như da voi Cách dùng, ta thường dùng rau đắng biển ăn như rau sống hoặc nấu chín ăn Để làm thuốc, liều dùng hàng ngày là 6 đến 12 gam dạng thuốc sắc. Dùng ngoài, nấu nước tắm hoặc dùng cây tươi giả nhỏ lấy nước trộn với dầu hỏa dùng xoa chỗ đau. 6. Rau đắng đất, rau đắng đất, rau đắng lá vòng, tên khoa học Linus Opositofo, L, DC, thuộc họ rau đắng đất, Molugina. Mô tả, cây thảo sống lâu năm. Thân cành nhẵn, mọc bò lan. Lá mọc vòng 2 đến 5 lá không đều nhau, có khi 6 lá, hình mát hẹp, dài 2 đến 2,5 cm, có một gân chính. Lá kèm rất nhỏ, rụng sớm. Hoa màu lục nhạt có cuốn dài, tụ hợp 2 đến 5 cái ở nách lá. Hoa không có cánh hoa. Nhị năm, nhụy có 3 vòi nhụy. Quả nang. Hạt hình thận. Mùa hoa quả tháng 4 đến tháng 7. Bộ phận dùng, toàn cây, Heba glini Opositifo. Nơi sống và thu hái. Cây của phân vùng Ấn Độ, Malaysia mọc hoang trên các ở bờ biển hay vùng nập từng thời kỳ, hố hồ, ruộng từ Nam Hà tới các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Có thể thu háo cây quanh năm, tốt nhất lúc cây chưa có hoa, rửa sạch, phơi khô. Thành phần hóa học, lá cây chiết bằng cồn Ethanol, thu được Speculen A, một sapogen tritopon bảo hòa, trihydrocitone. Tính vị, tác dụng, vị đắng, tính mát, có tác dụng lợi tiêu hóa, khai vị, kháng sinh lợi tiểu và nhuận gan công dụng chỉ định và phối hợp trong nhân dân rau đắng đất được dùng thay rau má trong toa căn bản làm thuốc hạ sốt chữa bệnh về gan và chứng vàng da thường ở ấn độ người ta dùng toàn cây sắc nước uống trừ sản dịch lại dùng giả ra thêm tí dầu thầu dầu hơ nóng làm thuốc đắp trị đau đầu dùng dịch lá cây để đắp trị bệnh ngoài da và ghẻ ngứa nhân dân ta có dùng cây đem đốt thành cho dùng ngâm lấy nước gội đầu đơn thuốc một cao thuốc trị các bệnh đau vàng da, chậm tiêu, lói bù tay mặt, nổi u nhọt mày đây, dây cứt quả một thúng. Rau đắng đất một thúng, hai thứ nấu chung cho nhừ, lượt bỏ xác, nấu nước thành cao, thêm đường hoặc mật nấu cho đặc, để lâu được. Mỗi sáng, trưa và tối một muỗng cà phê, kinh nghiệm thời kháng chiến chống Pháp. Hai, Thanh can giải độc, rau đắng 6 gram, nhân trần, bồ bồ, 5 gram, dành dành 5 gram, cỏ xước 6 gram, rau má 6 gram, Ké đầu ngựa 6 gam, dây khổ qua 6 gam, cỏ mực 8 gam, muỗng trâu 6 gam, rễ tranh 6 gam, xài đất 6 gam. Cam thảo 3 gam sắc uống hoặc tán bột, luyện viên uống, theo lương y ổ văn tranh, An Giang. 7. Rau đắng lá lớn Rau đắng lá lớn, tên khoa học Majuk Pumiluk, Bung ép Vang Simi, M, Rugosuk Lao M, Japanese, Thun, tè thuộc họ hoa mõm sói, Scrofulia, Mô Tả, cây thảo hàng năm có thân đơn hay phần nhánh mọc đứng hay mọc nằm, nhưng không đâm rễ ở các mấu, nhẵn hay hơi có lông, cao 10 đến 30 cm. Lá gần như tất cả đều ở gốc, xoăn tù, hơi khía tai bèo, thon hẹp thành cuốn ở gốc. Dài 3 đến 8 cm. Hoa màu cam hay tím tím với hồng vàng, thành chùm ít hoa, dài 6 đến 15 cm. Quả nang nhỏ, dẹp bên và nằm trong đài hoa. Bộ phận dùng, toàn cây, Pumili Nơi sống và thu hái, loài phân bố ở Trung Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, Philippines, Indonesia. Ở nước ta, cây gặp phổ biến ở miền Bắc tới Thừa Thiên, Huế, Quảng Nam, Đà Nẵng và Lâm Đồng. Thường thấy dọc đường đi, trong những nơi có ánh sáng hoặc ít rợp. Trong các ruộng khô nhưng còn có độ ẩm, trên đất hoang, thường trên đất cát, ở đồng bằng và tới độ cao 1.500m. Tính vị, tác dụng vị đắng, tính bình, có tác dụng giảm đau, kiện vị, giải độc. Công dụng, chỉ định và phối hợp, ở Campuchia toàn cây hãm uống có tác dụng bổ, khai vị và hạ sốt. Ở Indonesia, người ta dùng cây đắp trị rắn cắn. Ở Trung Quốc, cây được dùng trị thiên đầu thống. Tiêu hóa không bình thường, đinh nhọt, bệnh bỏng rạ, bỏng lửa. 8. Rau đắng lông, rau đắng lông. Rupa, tên khoa học Linux Loto L, Molugo Loto L, CB Clacker, thuộc họ rau đắng đất, Molugina. Mô tả, cây thảo nhiều năm, nhiều nhánh nằm sát đất, thân và cành có lông tơ mịn hình sao. Lá mọc đối, phiến xoan bầu dục, dài 2 đến 3 cm, màu trắng và có lông hình sao ở cả hai mặt. Hoa 2 đến 3, có nhiều lông, cúng ngắn, dài năm, gần đều nhau, cánh hoa không có. Nhị năm, bầu 5 đến 6 ô, quả nang có 5 gốc và nước dọc theo các gốc, hạt nhiều, hình thận, có phần phụ ở lề. Bộ phận dùng, toàn cây, Heba glini lotodice. Nơi sống và thu hái, loài phân bố rộng ở các nước nhiệt đới và ái nhiệt đới. Cây sống ở nơi đất cát ẩm, ruộng đất cát, ven hồ ao, bờ sông vùng đồng bằng nước ta. Công dụng, chỉ định và phối hợp, người dân tộc ở Tây Nguyên dùng cây hãm uống làm thuốc trị bệnh đường hô hấp. Ở Ấn Độ, cây khô dùng trị ỉa chảy, cũng dùng trị mụn nhọt, trị bệnh về ruột, trị vết thương và đau ở chân tay. Dịch cây tươi dùng cho trẻ em ống yếu uống. Ở Vân Nam, Trung Quốc, cây cũng được dùng trị ỉa chảy và mụn nhọt lỡ ngứa. 9. Rau díp, rau díp, tên khoa học Lactuca sativa LVA longifolia làm, thuộc họ Cúc Asteraceae. Mô tả, cây thảo sống 1 đến 2 năm, có thân thẳng hình trụ. Lá mọc ngay từ gốc thân, càng lên càng nhỏ dần, lá ở gốc có cuống còn lá ở thân không cuống. Khác với các thứ xà lách là lá không cùng bắp và lá mềm nhẵn, màu xanh thẫm. Cụm hoa gồm nhiều đầu hoa hợp lại thành chùy kép, mỗi đầu có 10 đến 24 hoa dạng lưỡi nhỏ màu vàng. Quả bế hình trái xoan dẹp, màu nâu, có màu lông trắng. Ra hoa tháng 3 đến tháng 4. Bộ phận dùng: phần cây trên mặt đất, Heba Lattuce longifoli. Nơi sống và thu hái, rau diếp chỉ là một thứ của xà lách vốn xuất xứ từ châu Âu, được nhập vào trồng ở nước ta. Hiện ta có các chủng như diếp vàng, diếp xanh, diếp ngỏ và diếp lưỡi hổ. Rau diếp chịu nóng khá hơn, có thể trồng sớm muộn được. Thành phần hóa học, trong rau diếp tươi có 92,3% nước, 1,7% protein, 0,5% lipid, 9% cellulo, 3,2% dẫn xuất khô protein và 1% khoáng toàn phần người ta còn biết cây có nhiều vitamin E, D, K và choline và các muối khoáng. Trong cây có 0,023mg, cây S. Cây tươi cho 0,0038 và cây khô chứa 0,071 acid oxit. Trong cây Ancalo lactucopin và cũng như các thứ khác cùng loại các loại cũng chỉ lactuca. Đều chứa lactucan. Tính vị, tác dụng, có vị đắng, tính lạnh, có tác dụng bổ gân cốt, lợi cho tạng phủ, thông kinh mạch, lợi khí làm thông miệng sáng mắt dễ ngủ và giải độc rượu công dụng chỉ định và phối hợp rau diếp thường dùng làm rau ăn sống trộn đều giấm hoặc làm cuốn diếp cũng được làm thuốc thông sữa thông tiểu sát trùng ở ấn độ người ta dùng rau diếp như xà lách làm thuốc gây buồn ngủ trong bệnh viêm khí quản hen suyễn còn dùng ngoài trị bổng và loét nhức nhối đơn thuốc một sữa không thông dùng 100 gram rau diếp đem sắc nước thêm một chén rượu uống. 2. Tiểu tiện không thông hoặc đái ra máu, dùng một nắm rau diếp giả nhỏ đắp lên trên rốn. 3. Sâu kiến trong tay không ra, dùng rau diếp vắt lấy nước cốt nhỏ vào tai. 10. Rau diếp dại, rau diếp dại, rau bao, diếp trời, tên khoa học sông chúc Avency thuộc họ Cúc, Aceray. Mô tả, cây thảo sống 2 năm. Thân đứng cao 1 mét. Lá thun nhọn mũi, có răng, có tài ở phần gốc ông lấy thân. Đầu hoa dạng chuông mọc thành ngù hình tán. Bao chung của đầu hoa gồm nhiều lá bắt hình dài nhọn, có lông rắn, mỗi hoa có đài biến thành màu lông mềm, trắng, tràn có lưỡi ngắn hơn ống 2 đến 4 lần. Nhị năm, bầu hình trụ. Quả bế dẹp, thun hai đầu, có năm cạnh, có hoa vào tháng 2,3 có quả tháng 3 đến tháng 4. Bộ phận dùng, toàn cây, Heba Sonchi Avensi nơi sống và thu hái cây mọc hoang phổ biến ở miền núi tới miền đồng bằng các tỉnh phía bắc của nước ta ta có thể thu hái toàn cây quanh năm rễ lấy về rửa rạch thái phiến phơi khô cành lá thường dùng tươi thành phần hóa học có chất đắng tính vị tác dụng rau diếp dại có vị đắng tính lạnh có tác dụng thanh nhiệt giải độc lợi tiểu lợi sữa công dụng chỉ định và phối hợp đồng bào dân tộc thường dùng rau diếp dại làm rau ăn người giao thường trồng với tên rau bao được dùng nấu ăn giải nhiệt, lợi tiểu, cả cây sắc cho phụ nữ đang cho con bú uống để thông sữa, còn dùng trị lị, ăn uống không tiêu, viêm hồng Ở Ấn Độ, người ta dùng rễ chữa bệnh vàng da. Ngoài ra dùng toàn cây làm thuốc mát, diệu, lợi tiểu làm ra mồ hôi, kháng sinh, làm long đờm, để trị các chứng ho do lao phổi, do viêm khí quản, hen suyễn và ho gà. Đơn thuốc một bệnh lị cấp tính dùng 80g rau tươi hay 40g rau khô sắc uống. 2. Trĩ nội, lò dâm, dùng rau diếp dại nấu nước ngâm, rửa. 3. Tắc ruột, ăn không tiêu. Ỉa phân lỏng, dùng rau diếp dại 100g nấu uống. 4. Viêm họng, dùng cây tươi nhai, ngâm, nuốt nước.